Làm sao xóa bỏ những nghiệp quả xấu? Câu chuyện Đức Phật giảng nghiệp là gì? Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hoặc địa vị xã hội có khác nhau đi chăng nữa, thì đều mang trong mình những biệt nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú ở Phẩm Ác, Đức Phật dạy rằng, dù cho bay bổng trời cao, lặn sâu đáy bể, chui vào hang sâu, dù cho trốn ở nơi đâu, không sao tránh khỏi nghiệp gieo lâu đời. Vậy nghiệp là gì? Gồm những gì? Nguồn gốc từ đâu? Làm thế nào để thoát khỏi sự chi phối của nó? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề này nhé! Một hôm, Đức Phật đang ngồi cùng các môn đồ thì bỗng có một người hỏi Ngài rằng, nghiệp là gì? Đức Phật trả lời, để ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình, không biết tại sao nhưng ta muốn trao cổ chủ cửa hàng này. Người cận thần bị sốc, nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếp. Hôm sau, người cận thần này tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người dân bản địa để tìm gặp chủ cửa hàng. Ông ta gợi chuyện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của chủ cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một thương nhân buôn bán gỗ đàn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách hàng nào. Người ta cứ đến cửa hàng ngửi mùi gỗ đàn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đàn hương, nhưng hiếm khi mua thứ gì. Hy vọng duy nhất của anh ta là việc nhà vua qua đời sớm. Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán gỗ đàn hương duy nhất ở đây, nên hẳn cái chất của nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta. Đến lúc này, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bày tỏ ý muốn giết người chủ cửa hàng. Có lẽ ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng bằng một cách siêu nhiên nào đó đã tác động tới nhà vua, và rồi khiến nhà vua cũng có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậy. Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Ông không nói cho chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đàn hương. Nghe thấy vậy, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần. Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng người thương nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở món quà ra, nhà vua đã thấy vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng tinh tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuyệt vời của nó. Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người thương nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn giết anh ta. Còn khi người bán hàng nhận được những đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta bắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh phá sản. Anh ta cũng rất hối hận khi đã chót có ý nghĩ độc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm, chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đàn hương. Vậy nghiệp là gì? Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện. Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta. Nhưng Đức Phật đã lắc đầu và nói rằng suy nghĩ của các ngươi chính là nghiệp đó. Nghiệp quả của ai gây ra, người ấy phải trả, chớ không phải tổ tiên, ông bà, cha mẹ làm ác khiến con cháu phải gánh chịu. Nhưng ta có thể làm giảm bớt nghiệp quả của ta, cho nó được nhẹ đi, bằng cách gây những nghiệp tốt tương phản lại với nghiệp xấu đã gây ra, trước khi những nghiệp xấu này đem đến những kết quả báo ứng. Chẳng khác nào như cái cân
một bên nặng trĩu những nghiệp xấu làm thiên lệch đòn cân. Ta phải làm thế nào để cho nghiệp tốt được đặt lên đĩa cân bên kia, để kéo đòn cân lại cho được thăng bằng? Luật nhân quả chẳng qua là một bài toán thuộc về số học mà ta có thể thay đổi bằng sự cân lường, thêm bớt tùy theo ý muốn của mình. Nghĩa là những nghiệp quả do người ta tạo ra không phải là vật chất cứng ở một chỗ, do một định luật khắt khe buộc ta phải chịu, mà nó là một cái gì đó có thể sửa đổi, thêm bớt do nơi ý chí của ta. Cái thân thế, cái số mạng của ta trong lúc bấy giờ như thế nào là do lơi căn quả từ kiếp trước. Còn vận mạng của ta trong kiếp tương lai hoàn toàn là do bàn tay của ta tự tạo ra trong kiếp này. Trừ khi ta mở được thần nhãn để nhìn về những kiếp quá khứ, thì ta mới thấy rõ ràng sự tác động của luật nhân quả và những dây liên lạc từ nhân tới quả ra sao. Còn bây giờ, ta chỉ hiểu được luật nhân quả về mặt lý thuyết mà thôi. Sở dĩ ta nhìn luật nhân quả là vì nó hợp lý và thỏa mãn được những đầu óc khoa học. Nhưng đến khi những giác quan siêu năng của ta thức tỉnh để cho ta nhìn thấy sự tác động của luật ấy, thì ta mới thật là biết rõ một cách chắc chắn. Nhà huyền học Geoffrey Hodgson, một vị có tên tuổi trong giới thông thiên học quốc tế và là người đã mở được thần nhãn, có thuật chuyện một người đàn bà đã cởi mở được nghiệp quả như sau. Vào khoảng năm 1925, khi tôi, ông Johnson, bắt đầu công việc chữa bệnh bằng tinh thần và khám bệnh bằng cách dùng thần nhãn, có một người đàn bà độ 50 tuổi yết kiến tôi. Bà ấy bề ngoài trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng tâm thần bối rối và đau khổ. Bà cho biết rằng cuộc đời bà toàn những điều tai ương và thất bại. Bất cứ chỗ nào có bàn tay bà nhúng vào đều hư hỏng thất bại hết cả. Hình như có một cái định mệnh xui xẻo nó trực sẵn trên đầu bà và chỉ chờ dịp là rơi xuống. Lúc thiếu thời học ở trường, mặc dầu bà rất siêng năng chăm chỉ, nhưng hệ đến mỗi kỳ thi bà đều thi rớt. Lúc trưởng thành, bà yêu một người và cũng được người đó yêu lại. Chẳng bao lâu thì người yêu ấy chết. Như thế tất cả là 3 lần. Sau cùng bà lập gia thất với một người kia, và trong vài năm bà sinh được mấy đứa con. Bà hưởng được hạnh phúc gia đình có vài năm, bỗng nhiên chồng bà thọ bệnh mà chết. Rồi mấy đứa con cũng thay phiên nhau lần lượt mà chết theo. Những tai họa tăng tóc dồn dập xảy đến, đem đến cho bà sự đau khổ thật vô bờ bến. Bà còn có một mình, vì sinh kế bà phải mở tiệm buôn bán làm ăn. Được ít lâu, việc làm ăn của bà bị thất bại, bà phải đóng cửa tiệm, mặc dầu không phải do nơi lỗi của bà. Bà hỏi tôi, tại sao đời bà lại gồm những chuyện thất bại đau khổ như thế? Hay có một cái định mệnh khắt khe nó trực sẵn một bên để chờ dịp mà rơi xuống đầu bà? Tôi mới nhắm mắt định thần và thử nhìn xem cái nguyên nhân vì đâu, thì một cơn linh ảnh diễn ra trong tâm giới của tôi, cho thấy hiển hiện rõ ràng một kiếp quá khứ của bà. Hiện tượng đó xảy ra trong một kiếp của bà cách đây vài ngàn năm. Khi đó, bà có mặt ở trong một nhóm người theo phụ tá một đấng giáo chủ. Vì một sự bất bình riêng tư, bà rời bỏ nhóm đó và sau cùng bà trở nên thù địch với đấng ấy. Về sau, đấng giáo chủ ấy bị một bọn cuồng tín khủng bố và sát hại trong một cuộc ném đá, thì bà cũng có tham dự cuộc tàn sát đó. Tôi đã thấy rõ sự liên lạc từ nhân tới quả trong đời bà. Vì kiếp trước bà đã tham dự cuộc tàn sát hùng tận ấy, nên kiếp này nhân quả báo ứng, bà phải chịu bao nhiêu điều đắng cay đau khổ. Tôi không muốn nói sự thật cho bà nghe.